Hai chiếc chè bông xin chào quý cô chú anh chị gần xa đã quay trở lại với em ạ. Trời ơi cả nhà ơi, lại nữa rồi, đẹp nữa rồi cả nhà ơi. Đây là hoa hồng Thanh Tú, một cái dòng mai y như là bông hồng luôn cả nhà. Quá tuyệt vời luôn cả nhà ơi. Thôi bây giờ tới 8 tháng 3 sắp tới rồi, em nghĩ cái này tặng cho vợ còn ngon hơn tặng cho cái bông hồng nữa cả nhà. Bởi vì đây là cây mai mình mua về cho bà trồng ha, bà trồng Tết năm nay có bông. Trời ơi bà nhớ hoài nhớ mãi luôn mọi người ơi. Đó này cả nhà nhìn nè, cái mặt hoa nó giống bông hồng không cả nhà. Hoa của nó là 20 mấy cánh cho đến 30 mấy cánh đó quý cô chú anh chị. Và đặc biệt thêm một cái đặc trưng của hoa hồng Thanh Tú nữa cả nhà, nhìn cái đọt của nó nè. Đó cái đọt của nó đỏ rực luôn, đẹp tuyệt vời luôn. Cái này chăm nè, năm nay là có hoa rồi đó cả nhà. Mọi người nhìn nè, em sẽ lùa cho một số cây nhỏ mà có hoa cho cả nhà mình cùng xem nha. Đây quý cô chú anh chị ơi, giá là 100k một cây nha, mua 3 cây bên em sẽ bao ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị luôn. Đây nè cả nhà nhìn nè, nó khi ra đợt non nó sẽ đỏ rực như thế này, rất là đẹp. Và đặc biệt cái loại này nó nở theo chùm chùm chùm, hoa của nó y như cái bông hồng luôn mọi người nhìn nè. Quá trời quá đất đẹp luôn quý cô chú anh chị ơi. Rồi anh chị nào thích cái dòng cúc hoa hồng Thanh Tú này thì hãy alo cho vườn mai của chiếc chè bông nha cả nhà, giá là 100k một cây ạ.